tạo ví phụ trên MetaMask có những lưu ý gì và tại sao chúng ta cần dùng ví phụ? Ví chính là ví mà bạn tạo từ 12 ký tự seed phrase, bạn nhập mật khẩu và vào ví MetaMask như bình thường. Các bạn vào chấm đỏ này sẽ thấy ví chính này đang có một account, đó chính là account của ví chính luôn. Còn để tạo ví phụ thì các bạn chọn create account là tạo ví mới, đặt tên tùy ý. Như vậy là bạn vừa tạo xong một ví phụ rồi đó. Chỉ bằng cách bấm create account là bạn có thể tạo nhiều ví phụ khác nhau và tối đa là 200 ví phụ trên MetaMask nhé. Tuy nhiên cần lưu ý là sau khi tạo xong bạn cần lưu private key của từng ví phụ vừa tạo. Bạn bấm vào dấu ba chấm, chọn Account Details, bấm Export Private Key, nhập mật khẩu. Và đây chính là private key ví của bạn. Tương tự như vậy, bạn bấm vào từng ví phụ của bạn và xuất private key nhé. Ok, có một điều lưu ý khác nữa các bạn để ý nha, là mình sẽ bấm Import Account, nhập private key của ví này. Mình bấm Import Account thêm một lần nữa và nhập thêm private key của một ví khác vào nữa. Sau đó mình bấm Create Account để tạo các ví phụ. Ví phụ 1 đuôi là 4E21, tạo thêm ví phụ 2 đuôi là 549F, ví phụ 3 đuôi là 6F3C. Vậy là trong ví chính của mình đang có 3 ví phụ được tạo từ ví chính và 2 ví được add bằng cách import private key bên ngoài vào. Khi các bạn bấm log là đăng xuất ra khỏi ví chính, các bạn nhập lại seed phrase và nhập mật khẩu vào thì lúc này trong MetaMask nó sẽ chỉ hiện ra một ví chính của các bạn thôi. Để xuất hiện lại các ví phụ thì các bạn chỉ cần bấm vào create account, bấm Create là nó sẽ tự động hiện ra lại ví phụ 1 đuôi 4E21, các bạn nhớ không? Bấm Create Account tiếp, nó sẽ tự động hiện ra ví 2 đuôi là 549F. Và tương tự như vậy cho các ví phụ khác được tạo ra cùng một mã seed phrase này của bạn. Còn những ví lúc nãy mà được import từ private key bên ngoài thì nó sẽ không hiện ra, mà các bạn lại phải nhập lại private key vào một lần nữa. À, còn một tip nữa cho các bạn mới xài MetaMask, đó là mạng có sẵn trong ví các bạn là Ethereum Network. Các bạn có thể kết nối thêm với những mạng khác hay dùng như BSC hay là Polygon. Thông thường mọi người sẽ bấm vào Add Network rồi lên mạng tìm các thông tin như là Network Name, URL, Chain ID để điền vào đây, đúng không? Nhưng mà mình có một cách khác nhanh hơn, đó là các bạn vào chainlist.org, sau đó nhập tên mạng mà bạn muốn kết nối, ví dụ BSC, bấm vào Connect Wallet, chọn tài khoản, bấm Next, sau đó chọn Add to MetaMask. Trên ví nó sẽ tự động hiện sẵn thông tin cho các bạn luôn, khỏi phải đi tìm. Bạn bấm Approve, bấm Switch Network là xong. Vậy là xong rồi, ví MetaMask lúc này đã kết nối với mạng BSC. Tại sao chúng ta cần dùng ví phụ? Ở đây giả sử có một con game mới hoặc là một nền tảng platform DeFi mới mà các bạn muốn test thử đi, thì để phòng khả năng scam và bị hack thì thay vì chúng ta lấy ví chính, chúng ta có thể lấy ví phụ và chúng ta test thôi. Ngoài ra thì mình thấy các bạn tạo rất là nhiều ví để các bạn chơi airdrop, whitelist vân vân để tăng khả năng nhận thưởng. Ok, nếu mà trong trường hợp bị hack thì sao? Trường hợp 1 là để lộ seed phrase thì coi như cả ví chính và ví phụ đều đi hết. Trường hợp thứ hai là hack theo kiểu approve contract ở trên các nền tảng mà chẳng may nền tảng đó scam đi, thì các bạn approve ví nào thì ví đó mới bị ảnh hưởng thôi, chứ không phải kiểu như là bạn approve ví chính thì ví phụ sẽ bị ảnh hưởng hết, là không có.